con đây con tới đây nhà con rất vui trông mà khi về châu lạc lạc và trong tận tình con nghe chưa? Dạ con chăn trâu sớm chưa chẳng nhớ lại không ngặt cái gì trong nhà người trong nhà mình con đi chăn. Ôi già dạ. Ơi trâu cái chả bò mệt hết cả người thế mà bố con ông nó còn cười đùa vui nhỉ? À vui chứ con nhỉ? Ừ. Tự nhiên ông trời nước nhà mình nghèo cho mình thấy con trâu mình chăn chả vui hả bố nhỉ? Không phải trời thương nhà mình cho nhà mình mà đây là con trâu lạc vào đàn nhà mình. Mẹ con bà cứ chăm cho nó cẩn thận, đợi sau này chủ nó tới nhận mình lại trả cho người ta thôi. Giáo ơi, chăn nó cũng đã 3 tháng này vất vả nắng mưa như thế có ai đến nhận đâu. Hay mình gọi ông Dần lái trâu sang bán quách nó đi mà lấy tiền sửa nhà. Bán đi nào, không bán đâu, để nuôi đây bố ơi, để nuôi thôi. Đúng rồi, mà ủy ban đã dặn rồi, đây là trâu lạc vào đàn nhà mình phải chăm cho nó cẩn thận, đợi sau này chủ nó tới nhận mình lại trả cho người ta chứ. Thì cũng 3 tháng rồi, ủy ban cũng đã thông báo khắp nơi trên loa rồi, có ai đến nhận đâu. Có ai nhà câu, nhà có chó câu. Ôi, ông cái à, lại ông Dần lấy trâu đấy. Sao? Ông bà này, nhất trí bán con trâu lạc cho tôi rồi chưa? Tôi đã chuẩn bị đóng tiền đây rồi. Bán là bán đây nào, không bán được, ngay là cho trả đi chăn nó. Không chăn nó mà nó béo kẹp cái kìa, không bán đâu. Mày ngu lắm con à, béo tốt như kia bán mới được nhiều tiền mà mày đã phải chăn trâu. Không bạn. Ui, nhìn cái bông nó tròn trinh như kia, mổ ra mà chấm cái nước mẻ thì thôi rồi. Ôi ơi, ông về đi, không có bán đi mua gì hết. Không bán hàng bạc, ông đi về đi. Trời ơi, ông đi mà phải căng thẳng thế, bán thôi. À bà này, khi nào bán chứ, alo tôi nhé. Bà đi về đi. Còn bà nữa, đi vào trong kia lấy cỏ cho nó ăn. Có phải trâu nhà mình đâu mà đòi bán. Nói liền thiền. Có ai nhà không? Lắc ai đi. Có đây. Ủa, tổng lắc bố ạ, họ đến mua trâu đấy. Ôi dồi ôi em ơi, ông trâu nhà mình đi rồi. Nghe con người không đi à? Ui, 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 thế ông bà chính là chủ cái con trâu kia hả? Chứ không phải là ông bà. Ôi trời. Ơn tôi nói cho ông bà biết nhá, vụ này ấy, tôi không có trâu cày, tôi phải thuê. Thế đó tôi chịu tiền đây này. Ông bà trả con trâu cho tôi. Trả trâu tôi. Trả ông bà thế này cho tôi nữa. Có lâu mới trả. Gia đình tôi không ăn trộm trâu. Không ăn trộm trâu. Ông bà đang lù lù ở giữa trường kia nhỉ. Đó là con trâu chứ không phải con kiến đâu mà giấu được. Các người đi ra khỏi nhà tôi. Đi ra khỏi nhà tôi. Đi ra khỏi nhà tôi. Đắn bộ đấy. Các ba con gì mà ồn ào thế? Đây cán bộ đây rồi. Cán bộ vào giải quyết cho gia đình tôi đi. Hôm tôi đi báo cáo ủy ban, có con trâu lạc vào nhà tôi. Ủy ban cũng đã giao cho nhà tôi bảo chăm cho nó thật tốt, đợi sau này chủ nó tới nhận rồi người ta khắc trả một ít tiền công cho gia đình tôi. Thế mà hôm nay có người đến nhận, cuối cùng lại còn bắt gia đình tôi trả thêm tiền. Thế là thế nào? Trả trả tiền thì sao? Bắt trâu người ta là sai rồi. Sai rồi. Còn lâu trời ơi, đã bắt trộm trâu còn tự mình đi báo ủy ban rồi. Vừa ăn cắp lại còn bị vừa la làng à. Trời ơi. Tôi bảo với ông không nghe. Bảo bán quách đi có phải xong không? Rách việc. Ôi gia đình nhà. Cũng may cái đời ông bà nhá, là chưa bán nhá. Chứ cái tội á, trộm cắp trâu gia đình nhà Tiểu cứ bình tĩnh, gia đình nhà cái lũ cứ bình tĩnh. Ôi, bình tĩnh là cái gì nào? Thế cán bộ giải quyết cho đống gì? Trả tiền thuê cho nhà tôi, trả cho con trâu tôi nữa. Thôi gia đình nhà lũ cứ bình tĩnh, mọi người cứ bình tĩnh. Rồi chúng ta cùng giải quyết mấy lũ vào đây. Rồi chúng ta cùng giải quyết. Tại sao con trâu của tôi là con chua nhà ông Tiểu thế kia? Không phải ăn cắp thì là cái gì? Ăn cắp. Gia đình nhà lũ à, tôi nói cho anh chị rõ.
là do con trâu gia đình nhà anh đi lạc vào trâu đàn trâu của nhà anh xỉu, chứ không phải đàn trâu nhà anh xỉu bắt trộm trâu nhà anh. Có ai đi lạc hả? Cái gì? Là ăn cắp. Báo cáo ủy ban làm cái gì? Chị Lũ này, việc gia đình nhà anh xỉu nên báo cáo ủy ban nhân xã về có một con trâu lạc vào đàn trâu của gia đình nhà anh, chị ấy là đúng theo quy định của pháp luật đấy chị Lũ ạ. Đúng đấy, tôi nói cho anh chị Lũ biết rõ lần nữa này, châu nhà anh đi lạc vào châu đàn châu nhà anh xỉu, trước này anh xỉu không bắt trộm châu nhà anh. Khi phát hiện châu lạc đàn vào châu nhà anh xỉu đã báo cáo ủy ban. Chúng tôi đã thông báo cho các thôn, thông báo lên hệ thống phát thanh của xã, thông báo cho nhân dân, rộng rãi cho nhân dân biết để người mất châu đến nhận lại châu. Nhưng từ đó đến nay không có ai đến nhận châu. Anh Lú, chị Lú này, không phải gia đình nhà anh xỉu tự ý nhốt trâu nhà anh chị, mà là do ủy ban nhân xã giao cho gia đình nhà anh xỉu nuôi giữ trông nom để chờ chủ tới nhận. Gia đình nhà anh xỉu là người tốt đã nuôi giữ trâu giúp cho gia đình nhà mình đấy. Đấy, cán bộ xem, gia đình tôi vất vả như thế nuôi con trâu của nhà ông bà nó béo tốt thế kia, thế mà đến nhận không có một lời cảm ơn, đã thế nó còn bắt gia đình tôi trả thêm tiền kia kìa. Cái bụng nhà tôi tốt, tôi mới nuôi trâu cho nhà ông bà. Chứ như nhà khác không, họ mang đi bán, lấy thịt, mua rượu uống lâu rồi. Lâu rồi. Cán bộ là phải giải quyết cho nhà bà Lũ, trả tiền công chăm sóc cho nhà tôi trong 3 tháng, tôi mới cho dắt trâu về. Tôi không biết là ăn cắp hay đi lạc, nhưng mà cán bộ phải giải quyết cho nhà ông xỉu, trả trâu, trả tiền cho trâu tôi đi. Trả trâu đấy, trả tiền đấy. Thôi, mọi người cứ bình tĩnh. Tôi nói gia đình anh chị Lũ này, con trâu nhà anh là đi lạc, lần nữa là con trâu nhà anh đi lạc đàn và trâu nhà anh xỉu. Chứ nhà anh xỉu không cố định bắt trộm trâu, mà cũng đã thông báo, chúng tôi thông báo rồi, rộng rãi. Nhưng từ đó đến nay cũng không ai đến nhận trâu. Ngày nắng, ngày mưa, ngày nào vẫn đi nhà tôi cũng đưa trâu lên đồi chăn. Tôi thì chịu bỏ cống cả cái lưng về cho ăn thêm, khắp ngô tôi còn chưa tính. Chả thế ạ, hàng ngày á cháu còn đi chăn nhá, tắm rửa sạch sẽ cho nó. Nó được béo lên kia, to lên kia. Đúng, to thật, béo thật, đẹp thật, nhưng không phải chặt trâu, chặt chân đấy. Còn lâu. Gia đình nhà anh Lũ này, gia đình anh Xỉu và cháu Nhi là người tốt. Đã khi phát hiện ra trâu nhà anh đi lạc thì nhà anh ấy chăm sóc con trâu rất là chu đáo. Và cũng từ hồi đó đến giờ con trâu nhà anh đấy anh cũng đã nuôi đến bây giờ. Nhưng chưa thấy ai đến nhận trâu, thì có phải nhà anh ấy ăn trộm trâu đâu. Gia đình nhà anh Xỉu yêu cầu gia đình nhà mình trả cái tiền công nuôi giữ cho nhà anh Xỉu là cũng theo đúng theo quy định của pháp luật đấy chị anh Lú, chị Lú ạ. Để tôi nói cho anh chị rõ, theo điều 231 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định, người bắt được gia súc bị thất lạc phải báo cho ủy ban nhân xã nơi người đó cư trú để thông báo công khai rộng để chủ sở hữu biết và nhận lại. Trường hợp người được nhận lại gia súc bị thất lạc là phải thanh toán tiền công nuôi giữ và các chi phí khác cho người bắt được gia súc đấy chị Lú ạ. Đúng rồi. Con trâu mà cũng liên quan đến luật pháp cả. Dạ đúng rồi chị ạ. Chị cán bộ đi ra đây tôi nhờ chị. Vâng, ra đi chị. Thế chị cho tôi hỏi lại lần nữa nhá. Thế bây giờ ấy, nhà tôi ấy là phải thanh toán cái tiền công chăm sóc và nhóm xử thật ạ. Dạ vâng, đúng rồi chị Lú ạ. Anh Lú cũng, anh Lú ạ. Theo quy định của pháp luật thì là gia đình nhà mình khi đến nhận lại con trâu thì thất lạc là phải thanh toán tiền công nuôi giữ cho gia đình nhà anh Xỉu. Còn cái việc mà gia đình nhà mình đòi tiền công thuê trâu của gia đình nhà anh Xỉu là sai rồi chị ạ. Nhưng mà anh Lú, chị Lú này, theo tôi như thế này cho nó hợp tình hợp lý. Gia đình nhà anh Xỉu cũng đã nuôi giữ con trâu cho gia đình nhà mình 3 tháng nay rồi. Bây giờ nó to khỏe, béo đẹp như thế kia. Thì thôi thì gia đình nhà mình cũng gửi người ta ít tiền công, coi như là để cảm ơn họ đã nuôi giữ con trâu cho gia đình nhà mình trong thời gian qua, chị Lú ạ. Cán bộ nói với tôi. Vừa nói đúng đấy bà. Cán bộ đi ra đây cho nhận. Ôi trời ơi, chị Xỉu ơi, anh Xỉu ơi, cho tôi nhờ chút nào. Ôi, cũng tại vì sau khi nghe cán bộ nói có căn cứ rõ ràng, bây giờ thì vợ chồng tôi cũng đã hiểu các lỗi sai của mình rồi chị ạ. Cũng tại vì lo lắng mất trâu và cũng một phần là vì tiếc cái tiền thuê trâu ấy, nên là vợ chồng tôi lo lắng một tí. Thôi, ông Xỉu ạ, tại người mất trâu này có nóng một ít, ông bảo thông cảm với tôi nhé. Thông cảm là thông cảm thế nào? Thôi chị Xỉu ạ, do lúc trước là gia đình anh chị Lú chưa nắm được các quy định của pháp luật, giờ được giải thích, anh chị ấy đã hiểu rồi. Thôi thì gia đình nhà mình thông cảm cho gia đình anh chị ấy. Cán bộ nói đúng gì đấy. Ôi, bà,
nghe cái cán bộ nói và gia đình ông Lũ nói tôi thấy đúng lắm. Cái gì thì cũng phải đúng cái pháp luật và có tí tình cảm chứ nhỉ. Cũng là vì cái câu cái gì vì mình vì mọi người. Thôi tôi không tính toán gì nữa. Ông bà tìm thấy châu, ông bà vui, tôi cũng thấy nhẹ cả cái bụng. Mà cũng không cần phải tiền nong gì nữa đâu. Ông bà cứ mang châu về chăm cho nó cẩn thận, chứ để vào lạc vào đàn nhà người khác thì đau đầu lắm. Vâng, anh Xỉu nói như vậy là tốt quá rồi. Trong cái lý cũng có cái tình theo, để phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đói cho sạch, rách cho thơm, nhặt được của rơi, trả lại người bị mất là một việc làm rất tốt. Đó cũng chính là bản chất thật thà, bình dị của người Việt Nam. Nhất là phát huy tình làng nghĩa xóm, mình vì mọi người vì mình, có đúng không các bác? Đúng rồi. Và thế là cái việc con trâu của chúng ta đã được giải quyết. Mọi người cùng vui vẻ và nắm tay đoàn kết, bắt tay nhau vui vẻ cái nào. Rồi, tôi cảm ơn cán bộ nhá. Cảm ơn các bác ạ. Chào các bác ạ. Chào các bác. Tôi nữa hả? Dạ, chào các bác ạ. Cái con trâu cà là mình, nó lạc sang đây rồi, bây giờ thằng A Tung nó lạc nó sang đây kéo. Đúng rồi đấy, đây là thằng con rể tương lai nhà tôi đấy. Dạ, con ạ. Thế à? Đó là tôi đấy. Đòi cưới nhưng chưa đủ tuổi, dòng họ không cho cưới, thế là cái đứa nào? Dạ, đứa nào là em Nhi các bác ạ. Dạ, em Nhi đấy ạ. Dạ, là cháu ạ, nhưng mà năm nay cháu được tuổi đấy ạ. Con năm nay đến tuổi, chờ con năm 18. Con năm nay vừa 20 rồi. Tình huống của đội thi xã Cốc Mì đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin được kính chúc quý vị đại biểu, khách quý, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công tốt đẹp.